Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay có mặt trong rừng để đi tìm một số cây thảo dược hỗ trợ nấu cao để hỗ trợ cho bà con trong vấn đề đau nhức xương khớp, đau đầu gối, đau lưng. Đấy, các anh chị cần hỗ trợ gì có thể cho con biết thì con sẽ chia sẻ hỗ trợ cho mọi người nha. Em mọi người thấy trong rừng thì rất nhiều các cây thảo dược, rất nhiều các loại cây, đặc biệt là gỗ, rất nhiều gỗ to mọi người ạ. Rất nhiều cây đưa phải chui vào rừng để tìm. Và bây giờ thì con sẽ đi lấy một số rễ cây đơn xấu để về nấu cao hỗ trợ bà con nhá. Để trong rừng đây thì nói chung là rất nhiều các loại cây thảo dược các anh chị ạ. Cháu lo Huân nhá. Hiện tại Huân đang làm trong lĩnh vực đông y. Các anh chị cần hỗ trợ gì có thể cho con biết, Huân sẽ hỗ trợ các anh chị nhá. Sau những ngày mệt mỏi đi rừng thì đã lấy được một số cái cây đơn xấu đấy các anh chị ạ, còn gọi là cây lăng gai. Đây là cái rễ của nó nhá. Thì cũng cây này thì mọc ở khu vực Tây Bắc rất là nhiều, hỗ trợ cho những ai mà đau nhức xương khớp, đau lưng, đặc biệt là thoát vị đĩa đệm rất là tốt đấy ạ. Những cái trường hợp mà trạch trượt, đau buốt nhiều đấy thì chúng ta dùng cái loại này đấy, đem kết hợp với các vị khác để hỗ trợ trong việc nấu cao đấy. Thì cây này thì sau khi đem về chúng ta lấy toàn bộ phần rễ này, sau đó thì mình sẽ rửa sạch cho mọi người nhá. Đấy, rửa sạch thì sau đó mình phơi khô, thái ra, còn phải thái nữa, mình phải lọc rễ riêng và phần gốc riêng. Đấy, rễ riêng gốc riêng, bởi vì cái phần rễ này thì nó rất là dễ băm, nhưng cái phần gốc kia nó cứng thì nó sẽ khó băm hơn. Đấy, sau khi rửa xong thì mình sẽ băm toàn bộ nguyên liệu ra. Đây các anh chị có thể thấy này, máy thì băm toàn bộ máy hết và băm phơi khô, sau đó thì sẽ sử dụng nhá. Đấy. Sau khi băm thì xong mình đã bắt đầu mình phơi ra. Trình băm mọi người nhá. Thì cây này thì sau khi rửa sạch và mình băm ra thì nó rất là tốt đấy ạ. Đặc biệt là dùng cho những ai mà đau nhức xương khớp, đau đầu gối hoặc là bị thoát vị đĩa đệm nhá. Thoát vị đĩa đệm dùng rất là nhạy các bác chị nhá. Dễ của đến cây đơn xấu hay còn gọi là cây lăng gai. Chúng ta có thể kết hợp thêm là nhân sâm, dùng thêm là cây ngưu tất Bắc hoặc ngưu tất Nam để đỗ trọng. Đấy, cây một số loại khác như bạc kích tím để hỗ trợ cho những người đau lưng, đau như xương khớp rất tốt của anh chị nhá. Đây Huân đang băm đây. Theo đông y thì cây đơn xấu này là một trong những cây có vị cay, hơi đắng, tính ấm, có khả năng là tiêu độc. Phần thân cây có tác dụng là bồi bổ sức khỏe, phần vỏ rễ có công dụng là tiêu thũng, tán ứ, thanh nhiệt, giải độc. Khi băm xong thì các bác chị có thể là phơi khô, sau đó mình kết hợp thêm theo bài để dùng nấu cao hỗ trợ cho những ai đau nhức xương khớp, đặc biệt là đau xương đầu gối nhá. Ngày hôm nay Huân sẽ quay quy trình trực tiếp, quay quy trình cô cao để cho các bác chị có thể tham khảo nhá. Mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu để mà nấu cao cho các bác chị nhá. Đây là đầu tiên, bước đầu tiên là trong quá trình mình nấu cao, đó là mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu. Thì tất cả nguyên liệu đều được sơ chế chế biến sẵn, ví dụ như hạt ô đỏ, hoàng tinh hoa đỏ đấy, rồi là ngưu tất Bắc, ngưu tất Nam, rồi là kỷ tử đỏ đấy, tất cả sẽ cho trong xoang. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho thêm một số cái vị khác như là rễ vú bò và một bài hoàn chỉnh các bác sĩ nhá. Sau đó thì mình sẽ chiết ủ 8 tiếng và sau đó thì mình sẽ xả nhá. Sau khi chúng ta chiết ở nồi to ra xong, bắt đầu mình sẽ qua một cái túi lọc, mình lọc hết toàn bộ cắn bẩn nhá. Sau đó mình sẽ xả ra cái nồi cô này để mình cô nhá. Ta tiếp tục cô quay liên tục như này khoảng tầm 4 đêm và 5 ngày thì sẽ được một cái mẻ cao để hỗ trợ cho những ai đau nhức xương khớp, đau đầu gối các anh chị nhá. Một làm một mẻ cao như này thì mất rất nhiều công sức. À đây là cái cao sau khi các anh chị đã cô xong các anh chị này. Thì cháu chỉ cô sệt sệt như này thôi, để thứ nhất là nó sẽ tiện cho cái là thứ nhất là mình sẽ dễ sử dụng. Và thứ hai là nó sẽ không quá quánh dính để khi mình quậy nó sẽ tan nhanh hơn các anh chị ạ. Thì cháu Huân cũng đang đóng cao để gửi cho bệnh nhân. Đây là cái hũ cao xương khớp các anh chị nhá. Xương khớp thì một cái liệu trình nó sẽ gồm hai hũ cao như này, thì cháu đang đóng để gửi cho bệnh nhân, nên là khi mà đóng thì đều phải quấn xốp khí hết như này nhá. Thì khi mà đóng đi thì một liệu trình sẽ gồm hai hũ và cháu sẽ tặng kèm thêm một cái chai xoa bóp, tặng kèm luôn ở trong này nha các bác chị nhá. Khi các bác chị mang về chúng ta bỏ ra chúng ta dùng nhá. Đấy, và đây là hai cái hũ cao uống và một chai xoa bóp cháu tặng kèm thêm. Một liệu trình của nó là 1.500.000, là bao gồm hai hũ cao uống và cháu sẽ tặng kèm thêm một cái lọ xoa bóp là trị giá là 250.000 nhá. Đấy, đây cháu đang đóng để ngày hôm nay gửi cho bệnh nhân. Cháu đang mất điện nên là tranh thủ là đóng để gửi sớm cho cô anh chị. Đấy. Thì cái này dùng rất đơn giản thôi. Đây là cái hũ cao này. Thì bình thường là mình khi nhận về thì mình sẽ pha cô bác chị pha cho cháu là ngày 2 lần. Ngày 2 lần sau bữa ăn, sáng và sau bữa ăn tối nhá. Uống pha với khoảng tầm 50 đến 70 ml nước ấm hoặc nước sôi đều được. Chúng ta quậy lên khoảng tầm 3 đến 5 giây là nó sẽ tan hết thôi. Sau đó thì mình uống. Đấy. Thì cái này trong trường hợp chúng ta đau nhức xương khớp này, đau đầu gối này, rồi là tình trạng mà ví dụ sưng
sưng đau hoặc là bầm tím, chúng ta dùng rất là tốt nhá. Đặc biệt là khi có anh chị bị bầm tím thì chúng ta lấy ngay cái chai xoa bóp như này, chúng ta xịt trực tiếp vào chỗ đau cho cháu, sau đó mình day nhá. Đấy, thì tranh thủ là ngày hôm nay đang đóng cao để gửi cho bệnh nhân nên cháu quay lại một chút để có thể là chia sẻ luôn cho các anh chị cái quá trình mà cháu làm để gửi đến tận tay cho các anh chị nhá. Đấy, đây sau khi đã cho hai cái hũ cao, đây hai hũ nhá, hai hũ cao đây là cao uống mọi người nhá. Và chúng ta dùng cái thìa thì sẽ dùng cái thìa nhỏ thôi, cái thìa mà chúng ta múc bột canh nhá các anh chị nhá, đây cái thìa nhỏ này. Đấy, thì khi mà gửi đi cháu sẽ đóng là hai hũ cao uống và một chai xoa bóp vào đây. Đấy, sẽ đóng thì cũng tranh thủ đang đóng để gửi cho các anh chị ở các tỉnh nên là cháu sẽ chia sẻ luôn các anh chị. Thì một liệu trình này là mình dùng được một tháng các anh chị nhá, một tháng luôn đấy ạ, một tháng luôn. Thì nếu mà tình trạng đau nhức mà chúng ta bị nhẹ mới bị thì chúng ta dùng một liệu trình là ổn rồi. Đấy, còn nếu mà chúng ta bị lâu lắm, bị nặng thì chúng ta lên dùng từ khoảng 2 đến 3 liệu trình nha các anh chị nhá. Đấy, thì tình trạng đau nhức xương khớp nó sẽ cải thiện rất là nhanh. Đấy, cô ba chị nào cần hỗ trợ gì ấy, thì mọi người có thể là nhắn tin hoặc là gọi trực tiếp cho cháu Huân nhá. Và cháu có nhận cô cao để hỗ trợ cho các chị, cháu có nhận cô cao. Và tất cả bệnh nhân khi mà muốn điều trị thì cháu đều đặt cháu trước thì cháu mới cô cao, bởi vì trong quá trình mình điều trị mình cô ấy thì mình sẽ cô theo đúng cái tình trạng bệnh của mỗi bà con khác nhau. Cháu sẽ gom khoảng tầm là 10 đến 15 bệnh nhân một lần, một nồi cao thì sẽ cô mất khoảng tầm 4 đến 5 ngày các bác chị nhá.